đột xác thành một nhân vật mang lo. Hôm nay thì mình xin cấp lên thành nhân vật nào nhỉ? Vâng, có những có khán giả nào bên dưới này những thích nhân vật này giống Minh Chi không ạ? Giơ tay ạ. Bạn nào ạ? Vâng, rất là nhiều bạn thích nhân vật này luôn. Các bạn cảm thấy Minh Chi ngày hôm nay cosplay có đẹp không ạ? Rất là đẹp. Vâng, cảm ơn các bạn. Lúc nãy là khi mà ở dưới sân khấu thì Hoàng Duy có đọc qua mình làm những cái giải thưởng mà Minh Chi đã nhận được trong thời gian qua, rất là khủng khiếp luôn. Thì với những cái giải thưởng như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trên sân khấu rồi đúng không? Chỉ bây giờ Hoàng Duy muốn hỏi bạn là các bạn có cái kinh nghiệm nào để chia sẻ cho mọi người không? Bạn có thể chia sẻ một chút bí kíp để đạt giải cao trong các cuộc thi được không ạ? Mọi người nha. Tới số 3
cậu không mặc một phần khác nhất, đó là sự của con người. Nhưng món quà đó cũng như với sự nghiệp của một nghệ sĩ tinh tú, liệu cô có thể thành công được sự nghiệp đó hay không ạ? Đúng không ạ mọi người? Quá được luôn. We'll be right back.
chỉ show rất là sôi động đúng không ạ? Của bao nhiêu thí sinh, mọi người có nhớ không ạ? Có ai nhớ được? Ai mà nhớ được tổng số thí sinh vừa diễn của chúng ta là sẽ được một phần quà này? Thank you.
người rất là quan trọng của ngày hôm nay. Ban giám khảo của chúng ta, ban giám khảo Đinh Chim ạ. Xin mời bạn phát biểu vài lời được không ạ? Bạn cảm thấy thế nào về cái tiết mục vừa rồi ạ? Sure.